collagen dạng thạch là một hình thức bổ sung collagen tiện lợi mới gần đây. Ở trong cái sản phẩm thạch này thì lại là một cái dạng collagen người ta gọi là peptide và từ cá tuyết biển sâu. Sở dĩ người ta gọi là collagen peptide bởi vì người ta sử dụng cái công nghệ thủy phân để chia cắt cái collagen đó thành những cái mảnh nhỏ hơn, thì khi vào đến cơ thể là nó sẽ được hấp thu ngay. Cho nên nó sẽ cho những cái hiệu quả nhất định trên da. Thạch collagen dưỡng nhan Sakura mới, giải pháp chuyên gia từ Nhật Bản nuôi dưỡng làn da từ bên trong, cho da sáng khỏe hơn 92%. Hãy nuôi dưỡng làn da của bạn theo đúng chuẩn chuyên gia Nhật Bản.